Emmy, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Emmy ha. Hôm nay là Emmy chia sẻ với cả nhà một món rất là đơn giản đây nè, thịt ba rọi kho tiêu nè. Thịt này là má mi đã sắt ra rồi nè cả nhà. Đó, rửa sạch, rửa muối sạch sẽ sắt ra. Đó, thịt ba rọi này thì cũng ít mỡ nha cả nhà. Nói chung Emmy cũng không thích ăn mỡ nhiều nhưng mà thịt ba rọi thì phải có mỡ mới ngon. Mình lựa cái miếng nào mà cái mỡ nó mỏng mỏng á. Đây cả nhà, bây giờ là Emmy đã nấu nước sôi rồi nè. Emmy bỏ thịt ba rọi vô trụng ha, để trụng sơ cho nó sạch. Bây giờ thịt bên đây thì nó mình mua thì cũng tươi, về mình bỏ đông ra, mình xả đông rồi mình kho. Emmy thì thích kỹ vậy đó, mình xả mình trụng sơ qua rồi thịt nó săn sơ rồi vớt ra cho nó sạch sẽ xong rồi mới kho lại, chứ không có để tươi về nấu. Bạn thấy những cái bạc bạc bạn nó nổi lên không? Mình trụng sơ thôi ha, chứ không phải luộc chín nha cả nhà. Trụng xong rồi thì mình xả lại nước lạnh cho sạch sẽ rồi mình mới ướp gia vị mình kho. Đây là với thịt ba rọi em đã trụng rồi nè cả nhà. Đó, mami trụng nha, chúng em mì trụng. Đó, mami trụng rồi nè, vớt ra rồi rửa sạch sẽ nè cả nhà thấy không, thịt rất là ngon. Hay mì thì rất thích ăn thịt ba rọi kho quẹt kho tiêu được cả nhà, kho mà kẹo kẹo đó các bạn nè. Giờ má mi bỏ một miếng tỏi ra, miếng đường, miếng bột ngọt thì má mi ớt trộn sơ vô thịt ha. Đó. Mami trộn, mami ớp cho nó thấm sơ sơ thôi. Bây giờ mami đang thắng nước đường nè cả nhà, thắng đường để cho nó làm nước màu đó nè, làm nước màu qua thịt luôn chứ không có ớp nước màu trong chai ha. Mami kho bằng cái nồi đất luôn nè. Đường bây giờ đã bắt đầu ngả màu hơi vàng vàng rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, nó đang ngả màu xuống cái màu của nước màu rồi đó, nó nhìn nó rất là ngon chưa. Bây giờ mẹ em sẽ cho thịt vô chỗ còn mua nước màu ngoài chợ như thế nha. Nước vô nó mình trộn lên cho đường nè. Ngọt có hết rồi bạn, các bạn bây giờ mà em má mi cho nước mắm vậy nè, mình xài cái hiệu nước mắm Vespo này ha. Loại nước mắm này kho sống rất ngon cả nhà. Nhà mình thì chỉ thích ăn loại này thôi chứ không thích mấy loại kia. Để trộn lên. Má mi bỏ ớt bằm vô nha các bạn. Ớt bằm này là ớt bằm gia truyền của má mi làm luôn á. Mami được keo ớt không mami? Đó, keo ớt này nó mami làm bằm sẵn như nè, bảo đảm với các bạn để 2 năm 3 năm không hư luôn, mà không bỏ quá chất ha, ở nhà ăn thôi. Mami có tí xíu bí quyết. Giờ mình chia sẻ cái món thịt kho với các bạn đi. Rồi hôm nào mami làm ớt thì mình canh mami làm ớt, mình chia sẻ cách mà làm ớt bằm nó mà để lâu không hư với các bạn luôn. Thịt kho của má mi em mì là nó đang sôi ồng ọc lên ha. Má mi bỏ ớt vô này, nhà em mì thì thích ăn cay lắm cả nhà, kho là phải ớt bằm rồi ớt trái nữa, mà mình ăn cay quen rồi mà bây giờ mình nấu không cay nó ăn thấy nó lạt lẽo, nó thiếu thiếu cái gì đó cả nhà, nó không có ngon. Mình ở xứ Mỹ này mùa đông lạnh giá mà ăn cái gì nó cay cay nó ấm lắm. Giờ má mi cắt hành nè cả nhà, bác bỏ tí hành vô cái nồi kho cho nó ngon nữa ha, cho nó thơm. Kho để nó kẹo rồi má mi mới thả hành vô ha.
đây bây giờ bỏ lửa slow ha, lửa nhỏ nè, để cho nó sôi từ từ cho nó kẹo cái nước lại, tại vì mình kho béo kho kẹo đó cả nhà, nào cái nước nó phải kẹo mới ngon chứ, cái nước mà nó không có kẹo là cái nồi thịt nồi cá kho là của mình này kia nó không ngon nha cả nhà. Đó. Gì không biết chứ mày thấy mấy trái ớt nổi trên là thấy thèm mà đó cả nhà, làm là thịt mình thêm phần hấp dẫn nữa, mà ớt ăn cay cay ha. Ok các bạn, là thịt bắt đầu đã hơi kẹo, bây giờ má mê cho hành lá vô ha. Bạn thấy mình nước màu mình tự thắng, mình kho thịt trong cái màu nó ra nó vàng ươm ha, chứ nó không có đen thui như nước màu mà mình mua ngoài chợ cả nha. Thường cái nhà em thì thường là tự làm ở nhà nhiều hơn mua, cái gì mình hạn chế được đồ mua ngoài chợ thì nó tốt hơn ha cả nhà. Tự nhiên nó ớt bằm thì má mi cũng tự làm luôn. Rồi mỗi lần kho cá kho gì thì má mi tự thắng nước màu vậy luôn, rồi mình kho liền. Hoặc là hành phi, tỏi phi gì đó là nhà em mì không bao giờ mua những cái thứ đâu ngoài chợ ăn, mua về tự tay mình sấy, mình bảo đảm được cái dầu nó sạch chứ không có chất bảo quản, nói chung mình hạn chế được thì nó tốt thôi, chứ mình cũng không có mà tránh tuyệt đối được cả nhà. Đó là thịt nó sôi một nè, rất là ngon hấp dẫn luôn. Cái này mà má mi nấu nồi canh chua nữa là hết ý luôn, bao hao cơm luôn đó cả nhà. Bốc mùi thơm mà ngào ngạt luôn cả nhà, rất là ngon. Nước mắm này cũng rất là ngon, cả nhà thấy kho lại cái nước nó sệt nó kẹo luôn. Cả nhà biết mình muốn có một cái món ăn là ngon là cái thứ nhất là mình phải bắt buộc mình phải biết nấu ăn ngon ha. Cái thứ hai nữa những cái gia vị mình xài cũng nó ngon thì cái nó sẽ hỗ trợ cho cái món ăn mình nó sẽ ngon hơn. Ví dụ như mình kho thịt ngon, mình biết cách làm ngon nhưng mà cái nước mắm mình nó dở quá thì nó cũng không có giúp cho cái món ăn của mình nó thêm phần ngon hay cả nhà. Giống như mình xào rau củ cũng vậy, thì cái món xào nó ngon thì rau củ mình lựa chọn nó cũng phải tươi, nó ngon, nó còn mới ha. Nói chung là cái ẩm thực nấu ăn thì chị em phụ nữ mình vào bếp thì có ý chút xíu thì sẽ có bữa cơm gia đình nó ngon hơn tí cho con cái hoặc là gia đình mình thưởng thức. Con của Amy tôi đẻ bên Mỹ nhưng mấy món này ưa lắm cả nhà ơi. Mấy cháu đầu quét sạch xong cơm mà sạch xong kho của mommy luôn á. Ok các bạn, bây giờ là Amy hôm nay chia sẻ món ăn rất là đơn giản thuần tí Việt Nam luôn. Món thịt ba chỉ kho kẹo nè. Bây giờ Amy xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thương mến Amy thì hãy ủng hộ Amy bằng cách bấm like, bấm share và đăng ký kênh ủng hộ Amy để theo dõi những cái video kế tiếp của Amy nha. Amy xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ bên gia đình và người thân.